Xin chào tất cả các bạn đến với kênh của Bêu Thánh. Và sẽ như thế nào nếu bạn là một nhân vật trong một câu chuyện cổ tích? Nếu như em là nhân vật trong câu chuyện cổ tích thì chắc chắn em sẽ là công chúa. Mà công chúa thì sẽ xinh đẹp và lấy hoàng tử. Còn Bêu Thánh chỉ là... là công công thôi. Em chả biết cái gì cả. Ốc toàn luyên thuyên như cái con điên thôi các bạn ạ. Thôi được rồi, để biết chúng ta trở thành nhân vật cổ tích sẽ như thế nào thì hôm nay chúng ta sẽ đến với một tựa game cực kỳ là hấp dẫn mang tên là Creepy Tale. Và trước khi vào game, các bạn đừng quên bấm like video, bấm đăng ký kênh và đặc biệt là xem quảng cáo để ủng hộ kênh này đạt 1 triệu, sắp 1 triệu sắp rồi. Cố lên các bạn ơi. Còn bây giờ đi chơi game thôi. Uầy, ngôi nhà này em từng nhìn thấy rồi, nó ở trong chuyện đấy. Mà là chuyện cổ tích đó các bạn. Rồi bây giờ chúng ta cùng vào chơi xem chuyện gì xảy ra ở trong cái tựa game này nha các bạn. Ái giả, nó có mấy phần cơ. Đây là chapter 1, Beautiful Butterfly, con bướm xinh đẹp. Con bướm xinh, con bướm xinh, con bướm đa tình. Thôi rồi, vừa vui vậy. Mình đi chơi game chứ mình không phải làm ca sĩ. Ô, có một bạn nhỏ đi hái nấm trong rừng. Bạn đấy hái nấm, có một bạn nữa, đang bạn này đang gọi bạn kia đó. Thế mình trong vai bạn nào? Mình trong vai bạn áo gì đấy? Áo màu xanh chứ con áo gì? Đấy, nhảy đấy. Anh Bê Thành không biết màu gì màu. Bạn ấy đang bảo là bạn hái nấm đi, đằng sau kia vẫn còn nhiều nấm kia. Đây thì mình sẽ hái cái nấm này. Hái tiếp đi. Wow, đây là một buổi chiều mùa thu trong rừng các bạn ạ, lá rơi bay. Và có một con chim đen xì trên cành cây kia. Con bướm vàng kìa. Ui, bạn kia đuổi bướm không rủ mình à? Chạy theo đi. Bạn ơi, đợi mình với. Úi dồi, Bê Quy Thành chạy qua những phiến đá, rồi lại chạy qua khúc gỗ. Có con gì ấy? Chim cúc cu. Đúng rồi, nó là tiếng chim. Con gì nữa sao không cây kìa? Con gì kia? Con gì đấy? Con gì vừa ló mặt ra đấy các bạn? Con ma đấy. Trong rừng có ma? Đúng rồi. Trong rừng sẽ có những người bị thú giữ ăn thịt và những người đấy biến thành con ma. Và đây có một ngôi nhà này, con bướm nó dừng ở cái ngôi nhà thôi. Em theo kinh nghiệm xem Tây Du Ký của em, trong rừng mà có nhà chắc chắn là có yêu quái. Rồi sau nghe âm nhạc đóng cửa hùm phát thì sợ các bạn. Anh bây giờ đi xem mà xem, chắc chắn có yêu quái luôn. Em xem Tây Du Ký hơn 20 năm rồi. Được, để anh ngó vào trong cửa sổ xem chuyện xảy ra bên trong nhé các bạn. Hai con quỷ trong cổ người bạn của mình. Đưa đi đâu ấy. Ôi không, người bạn của tôi đã bị hai con quỷ bắt đi rồi. Đúng rồi, chúng nó sẽ nấu cao bạn của mình đấy. Ôi, nó ngủ rồi các bạn, nhưng mà nó chèn cái khúc xương kia, làm sao mà mình mở được cửa. Bạn ơi, Náu đi. Ôi, nó đi ra kìa. Lại đi vào các bạn ơi. Lại nghe vào xem nó bỏ. Nó vẫn cài khúc xương gõ thôi, lần nữa. Được, để anh bảo. Bạn ơi, bạn thả bạn của mình ra đi. Chúng mình cũng làm bạn được mà. Ôi, nó bế mình lên, nó bắt cả mình luôn. Mình có thể đi lên trên cao này để xem có manh mối gì không? Không thể đi được. Đừng cụt rồi. Cụt à? Anh nghĩ là chúng ta phải có cách gì đấy. Anh vừa lượm một cái nấm ở cái chỗ giỏ của mình. Mà cái con ma này không biết nó thích ăn nấm không ta? Không biết nữa. Bây giờ mình thử đặt mồi nó nhá. Để xem chỗ nào đặt được. Đặt trên gốc cây. Hợp lý đấy. Chỗ này dễ nhìn nhất. Bây giờ gõ cửa. Đúng rồi, em biết rồi. Nó đi ra, nó đi lấy nấm rồi mình lẻn vào. Ê bạn ơi, Náu đi. Ui, nó đi ra đấy. Con ma đi ra rồi. Đột đập. Ui, đúng thật các bạn ạ. Đấy. Bây giờ làm sao? Nhìn lên, cứ nó vào bây giờ. Trốn vào giường. Trốn. Kéo giường xuống. Đúng rồi. Xong trâu nó ngủ rồi không? Mình sẽ lại mở cửa kia. Ui, con bướm nó xuất hồn ra không? Con bướm nhập vào con quỷ rồi con bướm lại xuất hồn ra rồi nó bay lên trên. Vậy là người bạn mình ở bên trên. Em nói chả hiểu cái gì luôn. Anh nghĩ là cái con bướm này nó giống như một cái linh hồn các bạn ạ. Khi nào nó nhập vào cái con quỷ này thì cái con quỷ này nó giống như một cái xác rồi. Phải có linh hồn thì nó hoạt động được. Chìa khóa ở kia thấy chưa? Bây giờ mở cái cửa này. Mình lấy được cái xương à? Cái xương là cái chân ghế. Mình có thể lắp cái xương này vào làm chân ghế không? Được các bạn ơi. Uy quy của ốc gọi là vô cực luôn. Rồi, và bây giờ mình sẽ để chiếc ghế vào đây. Mình nhảy lên. Mình lấy được cái chìa khóa. Đúng rồi, mình mở cửa ra. Mình mở cửa ra, cứu được bạn của mình. Cái gì thế? Nó đuổi mình ra luôn rồi. Mở cửa ra, đi ra một nơi khác. Thế bạn mình đâu? Ôi bạn ơi. Có cái biển chỉ dẫn kìa. Phía trước có những ngôi nhà khác nữa à? Ôi bạn ơi.
xin vĩnh biệt cô. Có bẫy ông ơi, đứa nào bẫy? Cẩn thận đấy. Ôi các bạn ơi, bây giờ phải nhảy qua chỗ này. Nhảy qua này, à anh hiểu rồi, chúng ta sẽ đẩy khúc gỗ này vào. Để làm gì? Để mình nhảy xuống à? Ờ, để mình có nhảy xuống thì mình không bị chết. Đây, không đi được đường này đâu. Ừ, mình sẽ nhảy xuống và đi cái đường ngầm ở dưới. Rồi. Rồi. Ú, có con quỷ kìa. Đừng đi sang bên đấy, đi sang bên này trước đi. Bên này có gì không? Bên này có cục xương. Có xương này, có nồi, có đồ đạc các bạn ạ. Giống như kiểu đây là nơi ở của con quỷ ấy. Nó giấu đồ ở đây. Hang động của nó. Ừ. Chạm vào nấm là chết à? Trời ơi, kiểu nó nhảy qua đầu nó. Phải nhảy qua đầu nó. Anh nghĩ là chúng ta không nên chạm vào cái nấm đỏ đỏ đấy. Đúng rồi. Giống như đấy là cái thứ mà nó đang canh giữ. Nó sẽ kích động con quỷ. Ờ đấy, đúng rồi. Ôi, nó ăn các con khác còn mỗi xương nữa ông này. Thế thì gì nữa? Nó sắp ăn anh đến nơi rồi. Rồi làm sao? Nhảy lên như kiểu rách hạt đậu thần ấy. Ờ, nhưng mà nó đang bảo cái gì đấy. Hái cái nấm này không? Hái được không ạ? Hái nấm làm gì? Đây, nó bảo rung rung cái cây mà không biết làm gì. Ơ? Ôi, hồi sinh cái cây. À, ôi, có quỷ đùa. Nhảy lên, nhảy lên, nhảy lên, đúng rồi. Trời ơi. Xuất sắc Thành ơi. Nhanh lên, chạy qua cầu, chạy qua cầu. Lại tụt xuống, lại ngu người bây giờ. Con quỷ chết rồi à? Chết rồi mà chết, nó lại đi ngủ tiếp đấy. Nó bị rơi từ cái lá cao nhất kia xuống, nó chết rồi. Thế á? Đấy, để im, anh tìm xem nào. Đó, nó chết rồi mà. Thế bây giờ làm gì tiếp theo? À không, nó chưa chết. Nó đang náu ở trong sau cái dương kìa. Nó chỉ là người đến sau. Nó bị mình thả cho rồi, nó sợ các bạn ạ. Ê, bây giờ nó sẽ là nô lệ của mình à? Không, có bắt được đâu. Không bắt được nó. Ờ. Thế rồi thì sao? Đấy, mình cứ đi ra nó lại. Ngó đầu ra, thôi kệ nó đi. Ừ. Chắc mình phải đi tiếp được các bạn ạ, trong hang này chẳng có gì cả. Nó sợ mình rồi. Rốt cuộc à, mình chỉ xuống đây và nhảy ở cái cây này thôi. Ừ. Tưởng lại nhảy rơi như Mr. Hope. Ở dưới kia có một bạn rơi vào bẫy chết còn mỗi xương. Ờ, đây như kiểu những cái cọc á. Ừ, trông thật là đáng thương. Bây giờ làm sao đi qua bên kia? Bây giờ mình chết như này thôi. À, ngày xưa em chưa chơi cái trò này à? Chưa chơi bao giờ. Quá kém. À, cứ nhặt đi nhặt lại như thế, nó lại thành đường đi à? Đúng rồi, chứ bây giờ chẳng nhẽ cứ đi thẳng là thành bộ xương chứ kìa. Em sẽ trở thành bộ xương đáng thương kìa. Đi tiếp đi. Có gì đấy? Gỗ. Để làm gì? Để chắc để phang một con gì đấy. Trông nó giống như kiểu một cái cột của cái cầu gì đấy á. Ừ. Có hai ở đây không bạn ơi, ơi bạn ơi. Qua cầu, qua cầu. Mình nhét được vào đây không? Con ma kia thấy không? Đâu? Con ma đằng sau gốc cây không thấy à? Đâu? Ừ. Đâu cái gì mà đâu? Kệ nó đi. Ui đây là con ma thật đây này. Ui chắc tưởng con quỷ nãy nó trốn ở cái. Phải cầm cái gậy kia. Đập đập đập. Đập gì anh thấy nhét được vào đây, để im anh thử. Kéo này nào. À, nghĩa là con quỷ nó đuổi thì mình đẩy thả cái này sập xuống thì con quỷ rơi xuống nước chết. Ok. Ồ, hiểu rồi đấy. Đó là bẫy quỷ. Ừ. Lên lên con quỷ Gucci. Chạy đi. Chạy luôn, chạy luôn. Đấy các bạn ơi, nó chạy rất nhanh qua luôn. À cần đi. Ôi không, không kịp, rồi. Không kịp, không kịp. Nó chạy qua đấy rồi. Tha cho tao đi, tao chỉ đi cứu bạn tao thôi mà. Nó không đuổi nữa. Bạn ơi. Chết. Con này, con ma sau cây kìa, thấy không? Đúng rồi, đấy con này. À, bây giờ kéo. Kéo. Mày hả con ma ngu? Bây giờ mình sẽ lại nối cầu để đi sang bên kia. Con ma ngu si tứ chi không phát triển đấy. Thật đấy, nhờ mình đi sau thế, nó chỉ cần quay lưng lại là nó bắt được mình rồi. Thế mà nó bị chết đuối rồi kìa. Bây giờ mình có nên cứu bạn kia không? Ôi. Nhìn nó như nhím ấy nhỉ. Thế là cái đứa ở trong hang bị cái con này nó bắt, nó treo lên đây. Đúng rồi. Mình có nên cứu nó không? Không, kệ nó đi em ơi. Không nào. Nó vừa ăn mình em nhớ à, nó bâu lên người, nó cắn rồi đi. Đúng rồi, thôi bỏ qua đi. Ô. Chapter 2. Obscure side of the forest. Forest? À, thế à? Ừ.
Rồi xong. Ôi hàng lá me bay. Có đứa nào trong nhà ngó ra kìa. Yêu tinh đấy, đã bảo rồi, những ngôi nhà trong rừng chắc chắn là yêu tinh. Mà con yêu tinh này không hề sinh. Đúng, yêu tinh trong Tây Du Ký sinh hơn. Giống như con thần kinh chứ sinh cái gì. Thế nào? Nó đang nướng thịt cái kìa. Ui, con miếng thịt để anh đi vào nhà. Nhìn như thịt người đấy. Ôi bạn ơi, con này nó sợ mình. Nó sợ mình. Yêu tinh nhút nhát. Ờ. Có một cái xô. Cái gì đây? Gì đây? Một cái vại à, vại nấu đồ của mấy mụ phù thủy ấy, cái thứ đấy. Ở trên bàn có củ tỏi, củ cà rốt, như kiểu đang làm đồ ăn ấy. Ờ. Mình nhảy lên đây được. Không nhảy được các bạn ạ. Nhảy lên, mình nhảy lên ghế, nhảy lên bàn, nó nhảy lên không? Ở đây không có cái đồ gì để mình lụm nữa rồi. Cũng không nhảy được lên bàn, lên ghế đâu các bạn ơi. Ồ. Chắc chúng ta phải đi ra ngoài thôi. Yeah. Lụm. Ta lụm ăn thịt, chúng ta treo lên đây nướng thịt ăn. Không được ốc ạ. Không phải à? Ui dồi ôi, con ma điên trên cao nguyên kìa. Kệ đi con đấy. Ui ma trong giếng. Ui. À mình bỏ xô đây múc nước. Đúng rồi. Rồi múc nước làm gì? Không biết, cứ múc nước đi. Ờ anh lụm được cả cái cây ở đây luôn. Một cái cành cây. Múc nước. Rồi đã có nước. Có nước để làm gì? Ra đầu này xem nào. Một cái bàn toàn đá trông và có những ký tự kỳ lạ. Cánh cửa mở ra vào đi vào gốc cây. Ờ có một cái vết máu ở trên đá và có ký tự đặc biệt. Chắc chắn đây là một cái tế đàn. Nói chung là mình sẽ làm cái gì đấy ở cái tế đàn này liên quan tới máu để mở được cánh cửa gốc cây này. Hay là cho cái thịt kia lên đấy tế. Hay là bắt cái con ở trên mái tầng 2 để mang đây tế. Thôi đã. Ồ ốc đỉ ơi, cái nấm này nó nhảy cao nhá. Ừ đúng rồi, nãy em biết rồi mà. Mình hái được cây nấm này. Mình đổ nước vào đây. Dập lửa. Dập lửa, dập lửa để làm gì? Không biết. Ờ. Lấy than. Lấy than. Lấy than để làm gì? Giống như kiểu để vẽ thêm ký tự ở trên cái bàn đá bên kia. Ờ, để cho nó khớp với nhau. À, rồi ok. Lại quay lại nhà con yêu tinh này. Chắc chắn là phải lên tầng 2 để kiếm một cái thứ gì đấy. Nên làm gì nhỉ? Cái vạc này để làm gì? Ờ. À để mình nảy lên. Nhưng mà làm sao để nó to? Tưới nước à? Ờ. Khéo phải tưới nước thật. Từ từ để đi kiếm thêm nước xem được không nhá. Ờ. Anh bấm linh tinh tự nhiên nó cắm cái nấm vào đấy luôn. Mình phải tưới nước giống như là trồng cây ấy các bạn ạ. Ừ. Bây giờ mình hết sợ cái con ma kia luôn đấy. Con đấy nó chỉ làm màu thôi mà. Rồi rồi rồi. Tưới nước phát cây nấm to thù lù luôn. Và chúng ta có thể dẫm lên cây nấm và nhảy rất cao các bạn thấy không? Đấy. Đúng 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 đúng. Và mình lên mình bắt cái con ma kia ra mang ra tế đàn. Chuẩn luôn. Con ma. Tưới nước. Con ma sợ hãi khi vậy. Ờ đúng thật. Yeah, ốc thật là thông minh các bạn ơi. Những ra người đây. Thông minh khó tiêu diệt à. Ra đây đi anh bạn ơi. Chúng ta chơi với nhau nào. Ra đây mình ngủ với bạn. Kiếp nó sợ quá, nó chui gầm giường rồi các bạn. Bây giờ lấy được cái gì trên tầng 2 này? Một cái kim. Một cái kim và... Không hiểu. Hết rồi, chẳng có gì nữa. Không sang được bên này các bạn ơi. À. Sợ chưa? Dạ con này vui thật. Thôi rồi đi đi các bạn ơi, chẳng có gì đây nữa đâu. Rồi sao? Chắc là mình sẽ lấy kim để khắc. Khắc cái gì? Anh chẳng nghĩ thế đâu. Khắc cái ký tự lên trên bia đá. Nói chung đi ra đấy xem có đủ đồ chưa. Đủ đồ mình bấm phát là tự đặt vào đấy mà. Rồi đặt cành cây vào đây rồi nha. Ai sợ? Ai sợ? Tự chọc tay mình để lấy máu tế đàn rồi. Nó cái... hiện ký tự phát sáng lên kia kìa. Rồi sao nữa? Để một cái con sinh vật sống vào. Sinh vật sống cái gì nó chết. Ủa. Xét đánh các bạn ơi, xét đánh mất luôn cái con đấy luôn rồi. Đùng đoàng 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 và cánh cửa mở ra úm ba la thật bất ngờ. Ờ. Đi vào cánh cửa. Rồi. Đến ui. Ui các bạn ơi. Cái con ui mụ phù thủy trong truyền thuyết. Đúng kiểu vậy luôn. Phù thủy bắt cóc trẻ con đấy. Ờ phù thủy ở trong truyện cổ tích nào cũng có bà phù thủy luôn. Đúng rồi. Trong Minecraft còn có bà phù thủy nữa. Ơ mình trốn được ở trong tủ này. Bà đi đâu đây? Bà ấy nấu cái gì trong vạc ấy? Bà đang nấu thuốc độc. Ơ mình đi xuống dưới này ông ơi. Ờ đúng rồi. Dưới này tối quá. Bà ấy đang nấu ăn. À! Đi lên. Ôi, à! Ôi tự nhiên đi lên.
ân nhầm. Ôi, đồ ngu đồ ăn hại rồi. Trời ơi, bạn ơi, anh ấn nhầm. Mình trốn vào. Trốn vào? Đừng nói gì nhá, một mình bắt được thì thôi xong. Bài đi qua. Bài đi qua. Mình chạy ra. Mình chạy ra. Mình lại còn nghĩ. Ui, còn nghĩ cái gì, chạy đi. Nghĩ cái gì đây? Ui kìa, sẽ chạy lại đấy. Có đồ đây. Ui, có đồ. Ui, may quá. Nó có một cái gì ấy các bạn ạ, cứ móc câu á. Đúng rồi. Anh cứ đi qua là anh bấm linh tinh là nhặt được đồ. Đây có một cái bàn à. Trên bàn rất nhiều nấm này, có gì nữa? Đi đây, bếp à? Đốt lửa à? À, đấy là cái bật lửa. À, cái không phải cái bật lửa mà kiểu đánh lửa. Ờ, cái đấy lửa. Mình sẽ làm cho cái không gian này sáng lên này các bạn. Đây có một bức tranh với ba cây nấm màu gì kia? Xanh, vàng và đỏ. Ui, bái treo chân gà này các bạn ơi. Bái treo chân gà lò ở cho lò sửa kìa. Bạn này chắc thích ăn chân gà ngâm xả ớt. What the hell? Chỉ có em thích, em nghĩ ai cũng thích phù thủy. Hay là chân gà chiên mắm ngon lắm. Thế bà để cái đầu lâu kia, bà thích ăn đầu lâu à? Ờ nhỉ. Sai rồi, mình sai. Rồi bây giờ làm sao đây? Đừng có đi lên nhá. Ờ. Đây có cái chổi kìa. Mụ phù thủy có chổi. Có một cái cửa khóa, mình cần phải có cái chìa khóa. Anh nghĩ là phải tiêu diệt mụ phù thủy này thì mình mới lấy được chìa khóa. Tiêu diệt kiểu gì nhỉ? Không biết. Ở trên kia có chân gà kìa. Chìa khóa trên cổ bà phù thủy. Em nhìn thấy rồi. Ờ, nhưng mà bây giờ phải tiêu diệt bà đi mới lấy được chìa khóa chứ. Phải, chắc phải cho bà ấy chết cháy. Rồi lên xem có gì lụm được nữa không. Lụm được cái vại nước ấy. Hay là mình cũng nấu thuốc như bà đấy. Ờ. Kìa, bà đang đun một cái nồi mà mình cũng vừa lụm được cái nồi. Ờ, rồi mình đặt nồi vào lò sưởi mình nấu. Ơ giời, thế thì mình cũng trở thành phù thủy à? Mình bắt đầu nấu này, bắt đầu cho chân gà vào đi, lấy luộc lên để chuẩn bị làm món chân gà xả ớt. Ơ, cái gì đấy? Anh nghĩ là chắc chắn nó sẽ liên quan đến những cây nấm ở trên bàn. Lấy trên nấm trên bàn bỏ vào. Xanh và vàng và đỏ. Xanh. Đấy, đúng rồi. Cái đấy, đúng rồi. À, phải cho lần lượt. Rồi, mình sẽ có một cái vàng các bạn ơi. Vàng trên chóp là cà rốt. Ờ, vàng và hồng à? Vàng trên chóp và cà rốt. Vàng. Đây. Đây à? Ừ. Chắc không? Chắc đó. Đúng rồi, thả vào đi. Anh không tin ốc lắm. Ốc mà chế tạo thuốc thì không bà điên. Tiếp. Đúng rồi. Một cái nữa là màu cái... hồng. Ừ, cái này, cái này. Nhỏ nhất, đúng rồi. Balashibua, bú balashibua. Đâu? Nó chưa ra cái gì à? Sai rồi, chắc sai rồi, làm lại đi ốc. Chắc đó. Làm lại à? Thế thì là cái đỏ sẫm rồi. Cái đỏ sẫm kia kìa, cái đỏ sẫm nhỏ. Ờ, thế thì mình phải vẫn lấy cái xanh này trước. Ừ. Cái thứ hai thì em đồ rằng là nó... Là cái này. Ừ, đúng rồi. Thử đi. Là thử cái này đi. Và cái cuối cùng là cái màu đỏ ấy. Là cái sau á. Đấy, đúng rồi. Đúng nó xèo ra thấy cái đỏ. Cái này. Này. Cái này hay cái này? Cái này, cái nhỏ nhất. Okay, đúng rồi. Nha. À, xiu. Oh! Rồi các bạn ơi, mình đã chế tạo thuốc xong thành công rồi. Ừ. Bây giờ mệt quá đi ngủ hay sao đấy? Anh cứ bấm đi khắp nơi này, anh bấm này. Ví dụ như nếu mà có chỗ nào mở được cái thì auto nó sẽ nhấc đổ lên. Gấu các bạn. Rồi, cái chìa khóa này sẽ mở được căn phòng đầu tiên đúng không? Đúng rồi. Rồi, mình sẽ đi lên. Bây giờ bà đi lên. Từ, để lượt sau đi lên nha các bạn. Ừ. Đấy, lượt này mà đi lên là chắc chắn mình sẽ chết đấy. Đúng, để bà đi hẳn ra bên cái phòng đấy luôn. Rồi, bây giờ bà này, đó. Bà nếm các thứ đồ luôn á. Trốn đi. Ui, căng thẳng thật sự luôn đấy. Rồi, bà đi qua. Rồi, mình đi ra. Đó, đây này, sau cái rèm đó, mở được. Lấy cái con bướm kìa. Không lấy được con bướm được à? Không lấy được con bướm, trốn đã. Trốn đã, đúng rồi. Để cho bà đi qua, mình chạy xuống. Và mình đã có lọ, để có thuốc độc rồi. Sau đấy đổ vào cái chỗ vạc của bà đấy cho bà ấy nếm. Ờ, bà nếm bà chết queo luôn. Và mình lấy được chìa khóa. Thông minh lắm. Ui, mày có bà không phát hiện. Xém chết luôn á. Mình phải đóng cái cửa bên kia không ra đi. Là bà ấy phát hiện ra điều lạ là bà ấy tìm được mình nhanh lắm. Ở đấy. Bây giờ mình sẽ bỏ thuốc độc vào lọ. Mang đi đổ vào nồi súp của bà đấy để bà ăn súp thuốc độc, bà chích nhân răng luôn. Tập trung vào đi, tập trung vào. Mụ phù thủy độc ác làm sao mà đấu được với anh. Rồi.
bốc phét lắm đến lúc chết toi bây giờ ấy mà. Bà đấy sẽ đi ra phòng này thôi, bà không đi xa đâu. Phải đợi bà sang cái phòng bên trái trên cùng kìa. Đúng. Thì mình mới lên đổ thuốc độc vào. Biết rồi. Đi chưa? Chưa. Đi rồi thấy ốc lừa anh. Để đổ thuốc độc vào. Rồi chạy xuống, chạy xuống các bạn ơi. Xem bà ăn thuốc độc, bà nếm thuốc độc, bà có hẹo nha các bạn ơi. Chả hẹo thì còn gì nữa. Hẹo chắc luôn. Nếm. Xanh cả mặt luôn. Ngất trên đất. Ờ bà này cũng đấy, đúng rồi, ngất rồi, ngất xỉu rồi. Nhanh lên lấy chìa khóa. Ờ bây giờ bà ấy rồi thì mình lấy được chìa khóa ngay. Lấy được chìa khóa thì mình sẽ mở được cánh cửa bên dưới này. Mình đi qua ngôi nhà của mụ phù thủy độc ác. Thoát. Thoát rồi các bạn ơi. Ok. Bạn của mình đâu ta? Bạn của mình được đi nấu cao rồi. Bạn của mình cái gì? Mình đi qua bao nhiêu chỗ mà vẫn chưa thấy bạn của mình. Ơ có hốc cây này. Ngó vào trong xem nào. Ồ, một chiếc kèn. Thổi nào. Nghe âm thanh rất ngu các bạn ạ. Nghe tu tu âm thanh rất ngu. Hoàn thua. Kèn không hiểu cái gì. Ồ, leo cây luôn. Ơ, trong này có gì? Có vàng. Giàu rồi các bạn ơi. Wow. Đi lang thang trong rừng mình đã trở thành đại gia buôn vàng. Đúng rồi. Nhưng mà sao vàng tự nhiên ở trong cái gốc hốc cây này. Ui, vàng này tính cả cục luôn các bạn. Đỉnh thật sự luôn ấy. Không thể lên được nữa các bạn ơi, thôi đi tiếp đi. À, có cánh cửa kìa, vào cánh cửa đó. Anh thấy cái cánh cửa này, cái hột vàng kích thước với cánh cửa liệu có phải chìa khóa không nhỉ? Vậy anh thử ấn vào nào. Uầy, mở được thật các bạn ạ. Ờ, vào đi. Ui giời ơi, không biết. Thế tưởng là lấy được vàng. Ui giời. Giời ơi. Thế ăn thua gì? Thôi đi vào tìm. Vàng giả rồi. Ui, lại vào nhà của ai đây? Một con yêu tinh rất là không xinh. Ờ xấu bẩn. À! Ôi nó chạy đi rồi các bạn ơi. Cái con này không biết nhìn những người ta đứng lù để húc ngã dập mặt đấy. Con này nó cũng dùng nấm các bạn ạ. Ủa? Và nó có nhiều vàng lắm. Vàng của nó là để làm đèn. Ờ rất là sáng. Ớ mình ngủ được nào đấy. Mình mơ về giấc mơ con quỷ bắt mình. Sợ quá tái cả mồ hôi ra luôn. Ờ ôi nhìn thấy có cái cần gạt này. Ờ từ có cần gạt vào đây. Chắc là mình phải kiếm một cái viên vàng sáng sáng thế nữa để mở được cánh cửa bên này để mình có thể đi qua ngôi nhà này. Nhưng mà bây giờ mình làm gì ở đây? Thử kéo cần đây mà. Ơ cái. À. Những cái treo trên nó người ta gọi là dream catcher các bạn ạ. Dream catcher trong tiếng Anh người ta gọi là bùa bắt giấc mơ. Ơ nó phát sáng kìa. Chắc chắn nó có gì đó. Lên giường nằm mơ đi. Ờ nằm mơ à? Ờ lên giường nằm mơ đi. Mơ. Mơ là người, người anh trai gì đấy của mình. Người bạn của mình. À ở người bạn à? Ờ. Ờ. Đấy tiếp tục đi xem các mơ gì nữa. Người bạn hay là người anh trai nhỉ? Chắc là người anh trai đó, brother mà. Đi đi. Ờ rồi. Brother là người anh em, tóm lại thế. Ờ thế là người bạn rồi. Nào xem nó có sáng không? Cái nào mà phát sáng nó sẽ có giấc mơ đấy. Lên mơ lên. Mơ. Ờ phải lên nằm mơ. Mơ. Cậu bé mộng mơ. Rồi. Mơ ra cái gì? À mơ ra con này nó treo ở cái đoạn mình vừa qua. Ờ con quỷ treo trên cầu. Ê bây giờ đẩy nhẹ thôi để đến cái giấc mơ tiếp theo. Rồi. Rồi đấy giấc mơ đấy. Nhanh. Mơ. Nằm tiếp nữa tiếp. Hôm qua em mơ. Vẫn mơ giấc mơ cũ à? Không hình như mình mơ lộn rồi. Mơ lộn à? Ờ. Mơ lại đi xem nào. Đấy con cú à ấy. Con cú xanh nè. Cú xanh à? Cái này mơ rồi, cái con cú xanh nãy phát sáng nó chưa có mơ. Đây. Đấy. Rồi, ok, thế thì mơ con cú. Con cú mơ gì? Mơ anh này thổi kèn. Thế hóa ra cái kèn này là của cái anh bạn của mình. Ừ. Rồi, mơ tiếp đi. Còn cái gì chưa mơ? Mình mơ hết rồi. Thế thì lấy kèn thổi đi. Ra ngoài thổi kèn giống như người anh của mình làm á. À. Thổi trong này một mình nghe à? Ra ngoài thổi. Thấy chưa? Tuy nhiên giờ thổi nó tiếng nó khác hẳn lúc nãy chưa? Đúng không? Nãy thổi tiếng tu tu đúng không? Bây giờ thổi tiếng líu lo. Ơ? Ê! Bạn yêu tinh kìa. Bạn yêu tinh xấu kinh đang đậu trên cây kìa các bạn. Thôi. Sao lại thổi cho nó? Thổi đi. Ôi hay quá. Cho vàng thôi. Thổi kèn trả một cục vàng. Ồ, chuyện cây khế nhưng mà phiên bản nước ngoài à? Cây khế ở Bình Dương à? Đâu?
Nếu không có đấy nó sẽ có ở dưới. Ờ. Thổi tiếp. Cho nó cho viên nữa. Cho vàng đi. Không, nó có viên rồi. Thôi đừng thổi nữa, lấy vàng đi. Đó, đó. À, ngã dập mồm. Ừ. Đấy. Thế là mở được cửa đi qua được luôn. Chuẩn luôn. Thổi cho nó nghe bài nữa đi ông ơi. Anh, em thấy rất mệt luôn này, anh cứ nhảy lên. Ơ, từ 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 từ. Gì? Cái cây ở dưới chân anh hơi ảo. Cái cây có quả, anh thổi quả nó to này này. Nó chín luôn. Ồ, lấy ăn luôn. Lấy được không? Lấy được, ăn đi. Đấy, nó rụng rồi. Rồi, nó xuống lòng đất rồi. Thổi nữa nó héo, nó rụng luôn. Các bạn làm gì có ăn được đâu, ốc lừa anh. Tưởng là ăn được nữa các bạn. Đi thôi. Hay quá. Đặt vào đây, cửa mở, đi tiếp được luôn. Ok. Hello. Rồi, đi tiếp các bạn. Ui, cái này cụ cây à? Ê, à, cụ cây ra cháu. À, gãy xương. Xương lưng đâu à? Gãy hết lưng rồi. Hay là mình thổi kèn cho những cái quả này nó chín. Ôi, ông ơi, anh thổi lưỡi tụt hết cả vào kèn rồi mà. Mà ông ấy vẫn chưa cho đi qua. Hình như phải là quả chín cơ. Ờ. Đấy, dưới gốc cây của ông ấy kìa các bạn kìa. Những cái quả dưới gốc cây đều chín hết. Ừ. Mà hình như không phải có mỗi cây này. Chẳng lẽ mình phải thổi cả những cái cây ở phía trước lúc mình gặp ở dưới gốc cây anh thổi đây. Ờ, chắc thế rồi. Lại đi qua nhà của cái con yêu tinh không sinh này các bạn. Xem một cây nào không. Đây, ui cây này chết khô. Ui giời ơi. Bây giờ mình sẽ phải thổi cho những cái quả nào chín thì cái cây kia nó mới cho mình đi qua. Giống như kiểu cả khu rừng này thì đều có trái chín đỏ thì cái khu rừng này, những cái cây này, thần cây thì cảm thấy rất là vui ấy các bạn. Ờ. Cái con kia nó còn ló ra trêu mặt mình. Nhưng bây giờ em chẳng sợ con đấy nữa. Ừ, con đấy chẳng có gì đáng sợ cả. Đấy, cây này quả xanh lét. Chắc là hết rồi, còn mỗi cây này nữa thôi ốc ạ. Thế á? Ừ. Cứ kiểm tra kỹ vào. Hy vọng lần này ông thần cây có thể cho mình đi qua. Hết rồi. Rồi. Ui, ông ấy sẽ cho mình đi qua thôi. Ông ấy sẽ rất vui. Vui mà, để ý những cái cây ở dưới gốc cây của ông ấy á, quả đều phải chín đỏ hết. Ừ, đi qua đi. Kiểu khiếp thật, mình có sức mạnh thổi cả chín cả quả cây à. Đúng là ảo mác đa đa. Ông ấy cười ê, rồi. Ờ, ông ấy cười nhìn trông rất ghê. Mình rồi. Đi qua được á. Ờ, đi qua được thật các bạn ạ. Ừ. Bây giờ mà mình thổi quả kia rụng phát ông ấy búng mình tiếp. Ôi. Ông ấy lấy cái kèn. Bẻ cái kèn luôn. Thôi đi. Lấy được cái kèn của người bạn rồi. Ông ấy không cho mình thổi trái chí nữa rồi. Ô, tự nhiên mình lại núp. Kiệu của mấy con yêu tinh nè. Hai con yêu tinh đang khiêng một cái kiệu, không biết trong kiệu có ai. Rung chuông. Wow. Công chúa trong rừng. Đi tìm hoàng tử. Hình như nó cảm nhận thấy xung quanh đây có mùi của mình. Ôi xong rồi. Chết rồi. Con này nó lần thính như mũi của con chó đấy. Ý chị em. Ai à? Rồi xong. Nó không phát hiện ra vì mình đã trốn trong lùm cây rồi các bạn ạ. Bây giờ nó lại bảo hai con quỷ kia là khiêng ta tiếp đi. Rồi. May là mình trốn nhanh đấy. Đúng. Được chưa? Đi được chưa? Rồi. Không khí có vẻ là im ắng, đi được rồi các bạn. Ờ, chắc nó đi qua rồi. Đúng. Phần 3 các bạn ơi, phần 3 rồi, Little Evil, con quái vật bé nhỏ. Trời ơi, quái vật to chưa đủ, bây giờ còn quái vật bé nhỏ nữa các bạn. Đi tiếp các bạn. Ở đây hình như là một cái lô cốt bằng đá. Ờ, đi qua một cái cầu, chúng ta thấy một tòa nhà bằng đá rất là to, đi vào trong nào. Đi vào trong là một, ui, thư viện. Ừ, là một cái thư viện, rất nhiều sách luôn. Có đồ gì không ta? Anh không biết, để anh vừa đi vừa bới sách nào. Ừ. Đấy, một đồ. Cái ký tự. Ký tự à? Ừ. Thế là chắc là mình phải kiếm những cái đấy rồi. Ui, con quỷ thủ thư. Ờ. Anh lấy được cả một cái cần câu. Và đây cũng có một cái thế viên. Thì cần câu để câu những thứ trên cao à? Ông để ý trên cái bàn công cụ, trên cái bàn giống kiểu bàn cờ cũng có một cái viên trắng mình có thể lấy được. Chính xác luôn. Nhưng bây giờ mình phải tìm cách gì để lấy. Vừa lên bây cái giờ... là tóm ngay. Đúng rồi. Bây giờ phải bằng cách lấy nhử ông ấy, hiểu không? Nghĩa là mình phải treo một cái gì đấy lên cái dây bên trên này để dụ ông đấy à? Làm xong làm vỡ kiểu đấy hả? Làm vỡ hoặc gây ra tiếng động để ông đi xuống tầng 2. Cái bình thủy tinh.
Không, không lấy được cái đồ nào ở trong đây nữa các bạn ơi. Hết rồi. Thế lên tầng 2. Đi ra ngoài đi. Lên tầng 2 rồi mà, lấy hết đồ trên tầng 2 luôn rồi. Vẫn còn khu nữa các bạn ơi. Khu này rộng lắm. Ui, nhà tù à? Ảo nhỉ? Mình phải nhảy đúng thì nó mới lên được các bạn ơi. 1 2 3 4 4 á? Chắc 4 không? 4 4 thật. 42. À 43 à? Thế thì 2 rồi. 2 đúng không? Trời ơi, lên được gần tới nơi tụt xuống. 1 2 1 2 4 3 3 xong đến 4. 4 xong đến mấy nhỉ? 3 xong 4. Vì 2 không được. 2 không được. Chỉ có 1 3 4 1 1 hoặc 4 thôi. Anh nghĩ 1. Mọi người ơi, mình thất bại rồi. Cay thật đấy, cái này nó cứ bắt mình phải nhớ. 2000 years later. 3 4 3 4 4. Rồi. Bây giờ là bao nhiêu? 3 2 3 hay 2? 3. Ồ. 3. Gạt cần. Rồi xong. Nó tụt cái bên kia xuống. Thôi, không đi nữa đâu. Quá mệt mỏi rồi. Rồi chúng ta gạt cần để đi lên các bạn. Giống như ở một cái thang máy đó các bạn. Nó có những bánh răng và đẩy chúng ta đi lên. Đây có một cái chuông. Thấy không? Bên kia là cái cần gạt làm gì ấy. Gạt cần đi. Gạt cần nó sẽ hiện ra bậc thang để đi lên, thấy không? Nhưng mà không gạt được các bạn. Chắc là chúng ta cần phải có một cái dụng cụ gì đấy. Còn có cả một lỗ chìa khóa kìa. Cần câu đồ. Cần câu. Nhỉ. Cần câu để làm gì? Từ từ để anh xem lại nào. Ừ. Có cần câu mà ta. Đúng rồi. Khéo câu được xuống nhỉ. Không câu được không ạ? Không được, thế thì phải. Chắc là phải có một cái chìa khóa gì mở vào cái lỗ khóa này, thấy không? Chúng ta sẽ lại đi tìm chìa khóa. Liệu có khi nào mình phải giải cái bàn cờ liên quan đến những cái hột trắng để lấy được chìa khóa cắm vào đấy, sau đó câu cần này để mình có thể đi được lên. Chắc thế rồi các bạn ơi. Có mấy tòa như thế này. Ôi, gì đấy? Tự nhiên đang chơi game Công Chúa thế. Về rồi. Khiêng thêm cái xác thằng rơi xuống nước. Nghĩa là con bướm về nó bay về báo cho công chúa à? Đúng rồi, con bướm là tay sai của công chúa. Rồi. Công chúa ở cái tháp có hình bướm bướm. Đấy. Nhìn con công chúa này ghét thế nhỉ. Áo đỏ chứng tỏ. Chứng tỏ đồ bị điên. Bị điên gì? Ủa, nó vứt bột xuống đất luôn. Rồi, nó hồi sinh. Nó hồi sinh con quỷ. Đúng rồi. Ui, nó mạnh hơn các bạn. Mắt nó đỏ luôn, nó mạnh hơn. Bây giờ công chúa ra lệnh cho con này. Thấy không? Công chúa đặt cái dấu bàn tay công chúa thì mới mở được cánh cửa đấy các bạn. Hay quá. Rồi sau hai con này nó ngủ luôn. Hai con này đăng xuất các bạn, tạm thời đăng xuất. Thế là từ nay tới giờ cái con công chúa này chính là con chủ mưu các bạn ạ. Và nó tạo ra những con bướm bướm để vào những cái bộ thân xác của con quỷ kia để điều khiển con quỷ. Ghê thật đấy. Quay lại đi. Thì quay lại ra đây xem nào, bắt bướm này. Mở được cửa đấy không? Không được. Không mở được các bạn ạ. Phải lấy bàn tay của công chúa cơ. Bọn này nó không có con bướm bướm ở trong cơ thể thì nó sẽ vô hại. Nó không biết gì đâu các bạn, nó chỉ là một cái xác khô thôi. Câu cá này, câu cá không nhỉ? Câu được cái gì ấy chứ? Câu được cá thật, anh thấy con cá. Cần câu chỉ mang đi câu cá thôi mà đúng không? Câu được rác nữa. Đâu làm gì rác nữa. Nhiều cá thế, lấy một con chứ. Câu được nhiều con nhưng mà nó vẫn chỉ tính một con cá chắc là. Hay là mang cá đến dụ cái ông ở trong cái thư mua viện. Mua chuộc, ông đấy. Mua chuộc, anh nghĩ không mua chuộc được đâu. Ốc có nhớ có mấy cái dây không? Không được, chỗ này không câu được gì. Này, ốc có nhớ mấy cái dây đấy không? Buộc cái chuông vào. Thử buộc linh tinh vào đây nào, không được. Bên kia. Có nhỉ. Bây giờ lên chắc chắn là sẽ bị ông ấy tóm.
trên cuốn sách kia có đá kìa đúng không? Treo chuông. Treo được chuông rồi. Lũ đá, đúng rồi. Rồi sao nhỉ? Đi xuống rung chuông để ông ấy đi xuống tầng 2. Đúng rồi. Rồi, rung chuông đi. Rồi. Rồi sao mà... Một lần chắc không được, phải thêm các bạn ơi. Để im anh leo trên rồi. Rồi. Anh nghĩ là cách rồi. Bây giờ chúng ta rung cái chuông này. Ừ. Đó, chạy thật nhanh đi. Mình trốn sau đống sách này. Được không? Ai mà biết, thử đi biết. Ô, được. Chạy lên. Tầng 3. Rồi xếp vào bàn cờ. Tầng 4. Ông chắc chắn là ông xuống kiểm tra cái chuông xong ông sẽ đi lên đấy các bạn thấy không? Ừ. Bây giờ mình sẽ... Đây có viên đá nữa này. Làm gì ở đây? Có một cái mặt nạ. Đeo mặt nạ vào. Ôi! Đeo mặt nạ vào. Úi tí thì bị ông phát hiện, các bạn ấn nhầm. Từ. Cái gì đây? Dòng gì đây? Mở cửa, dòng dọc để mở cửa à? À. Câu cái gì đấy? Anh hiểu rồi. Chắc là ông này thích ăn cá, bây giờ mình để cá vào đấy. Ừ. Đúng không? Rồi kéo lên đi. Vậy đã để được cá đâu không? Thì thế mới phải kéo lên để cá vào. Kéo lên đó. Nhưng mà cá làm sao đi qua được cái khe kia? Thử treo vào được không? Ờ, để anh thử nhá. Ờ. Đó. Hợp lý nhỉ? Thả xuống đi. Đấy, đúng rồi. Nhưng mà để này ông ấy lấy được thì chắc là mình đợi ông ấy đến, mình kéo đi cao cao trên trần nhà. Ông ấy chết thèm mà không ăn được các bạn ạ, ông cay. Đấy, ông ấy nhìn thấy rồi. Kéo cao đấy. Ôi chết thèm. Xuống đi. Chết thèm, ông cứ đứng đây chết thèm được không ạ? Chỗ bàn cờ đúng không? Ôi, thiếu một viên à? Ừ. Thiếu một viên các bạn ơi. Đi ra đi. Một viên ở đâu nhỉ? Con chim cu 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 cu, nó đang ngậm một viên. Ờ nhỉ. Bây giờ làm nào cho con ấy nhả ra? Sao để nó nhả ra ta? Làm nó giật mình. Hù nó kiểu mình. Mày hù kiểu gì hả ông? Ô đấy, hù thế đấy, đấy thế hù rồi. Anh bấm đúng cái phím này, game này chỉ có một phím thôi các bạn ạ. Thế là nó tự đặt cái mặt lạ nó hù con chim sợ đấy. Con chim thì thế cũng sợ. Hay quá, có viên đá rồi nha các bạn. Thế là mình tìm đủ những cái viên đấy rồi các bạn ạ. Bây giờ chúng ta sẽ phải xếp viên đá thì phải. Rồi nó đi kiểu gì? Cái ký tự này ở đâu nhỉ? Em nghĩ là chúng ta sẽ xếp theo một hàng các ô đồng màu. À, các ô đồng màu trước cái gì? Ừ, bây giờ chúng ta thử xếp bên màu xám trước đi. Có hai màu là xám và gọi xám đậm và xám nhạt nhá. Bây giờ xếp nó cùng một màu xám đậm trước. Đẩy cái đấy lên. Cái này lên. Rồi, cái kia lên nữa. Đây. Không phải, thế cái đầu lên là đúng rồi. Cái đầu. Không. Cái thứ hai, ý em là cái gì chuyện đầu rồi. Tiên lên đầu đúng cái rồi. Cái đầu này. Cái đấy lên đi. Cái này á? Ừ, lên. Đó, thấy không? Cái này. Lên tiếp, ấn một lần nữa là nó tự lên. Cái này. Ấn vào đấy nó tự lên. À, nó cứ đi cùng ô cùng màu thôi gì? Ừ. Ơ, sao cái này lại không cùng màu? Hay là đúng rồi? Từ từ. Bây giờ bấm cái này à? Hay bấm phát nữa. Bấm phát nữa là đi lại ấy. Không. Ơ. Bấm phát nữa. Như kiểu cái đấy nó đi tự do được các bạn ạ. Bây giờ sao đây? Thoát ra xem nào. Thoát để xem manh mối. Đi tìm manh mối rồi các bạn ơi. Đúng rồi.
trên phòng sách này phải có manh mối gì đấy chứ. Rồi, bây giờ chỉ tập trung vào trí nhớ của mình thôi các bạn ạ. Đây, vẫn là cái này đầu tiên này. Ừ. Nói chung vẫn là lượt đấy, em nghĩ vẫn là lượt đã. Đó. Lên. Lên. Đi xong rồi cái này. Lên. Một. Cầu hai. Xin vậy. Ui. Trò này chỉ là mình phải nhớ được các bước đi của mình, sau đó mình lặp lại. Nếu mà sai ở bước đấy các bạn phải chọn một con khác. Đúng rồi. Chọn một nước đi khác. Không cần quá thông minh, chỉ cần nhớ lâu. Ở đấy. Mấy này thì dễ rồi, mình vì mình chơi lần lượt mà. Hai. Bây giờ là con hai. Xong là con 1. 1. Bây giờ mình vừa đánh con 2. Bây giờ con 2 tiếp. Không, anh nghĩ con 1. Đó! Yeah! Lấy được chìa khóa thôi. Cắm cái chìa khóa vào cái nhà bên kia. Đường xuống. Cắm cái chìa khóa vào nhà kia, đúng rồi. Em nói cái điểm mà ai cũng biết. Hê. Rồi, đi sang nhà bên kia rồi các bạn ơi. Tưởng thế nào? Rồi. Để qua đây. Kéo phát. Thế là mình đi được lên trên và mình đút cái chìa khóa vào cái lỗ kìa bạn thấy không? Thì sao? Sau đấy nó sẽ nhẹ cho mình những cái bậc thang, em nghĩ thế. Rồi, nhảy lên. Nhảy từ bên kia kìa. Ông ơi, cái này nó bị thụt vào rồi. Bây giờ sao mà lấy được nhỉ? Dưới chắc là có cái cần gạt kia. Mình sẽ móc lên à? Dùng cần câu để kéo cái kia nó thòi ra và mình có thể nhảy được các bạn ạ. Ồ, có cái thang dây kìa. Lại lấy cần câu móc. Đúng rồi. Đúng rồi. Cần leo câu. Leo lên. Cần câu hỏng rồi à? Gãy cần câu rồi. Ui giời, nhưng mà ít ra cần câu có tác dụng phết. Các bạn dùng được 2 lần, quan trọng luôn. Câu được cá nữa. Ở đây có rất nhiều những cái lồng. Cái lồng này để làm gì? Để bắt chim. Lồng bắt chim mà chả thấy con chim nào. Thì là chim sống rồi. À, còn có cả xích. Nhưng mà chim cần gì phải xích to kia. Khéo lồng này nhốt người đấy. Ờ. Ôi. Đi sang ban công à? Đâu sao mà đi qua được? Ui con nhiều. Ê! Ui những con ma bắt mình. Những con ma. Ôi, thằng Thiên. Nó là những con ma tốt. Ờ, tưởng ma xấu ma tốt các bạn ạ. Đúng rồi, nhào công chúa đấy. Công chúa có con vệ sĩ đấy các bạn ơi. Rất nhiều bươm bướm luôn. Ồ, hóa ra là công chúa đi nghiên cứu bươm bướm để tạo ra những cái con quỷ bắt cóc những các bạn nhỏ trẻ con. Ôi rồi. Ôi, mình sẽ giải thoát con quỷ này à? Điên ốc, mình giải thoát ra mình chết chắc. Ê, bây giờ làm nào chế tạo à? Công chúa để nghiên cứu chất độc hóa học. Ồ. À, gì đây? Chúng ta cần phải có một cái công thức. Ở đâu? Anh hiểu rồi, khéo mình chế tạo công thức để đánh thức con này xong mình điều khiển được nó thì quá là đẳng cấp luôn. Đúng, nhưng mà vấn đề là công thức ở đâu? Quyển sách kia có phải công thức không? Ui. Đây, ở đây có công thức là chúng ta có thể kết nối con người với con quỷ bằng cánh bướm với cái số chấm màu đen và màu trắng. Em nghĩ số chấm màu đen là số chấm được chọn để sử dụng đấy các bạn. Và cái chấm này nó cũng chính bằng số lượng của những cái ống nghiệm thuốc ở bên trên các bạn ạ. Vậy thì nó sẽ là ống 1, ống 4 và ống 5. Bên kia là cũng có những cái chấm tròn, tức là cũng có cái công thức gì đấy nữa. À, để update từ level 6. Đúng không? Ờ, và hình như nó sẽ bổ sung thêm cho con quỷ móng vuốt. Như kiểu khỏe hơn nữa các bạn, có thể cào cấu này. Đúng rồi. Và củ cà rốt chứ sao? Bây giờ mình sẽ thực hành cái công thức đầu tiên là 1, 4, 5 trước các bạn ạ. Ờ, hình như nó còn bên dưới có hình đồng xu gì nữa. Thôi kệ đi, mình sẽ đi làm công thức trước. Nó là 1, 4, 5. 1 này. 1 là ống vàng. Rồi.
Ống số 4 là ống xanh lá. 4 này. Và ống 5 là ống hồng. Rồi nó sẽ ra một cái chất gì đấy. Nhưng mà mình phải đun lên. Đun lên thì... quên. Mình phải chưng cất nó các bạn hiểu không? Mình giống như mình phải chưng cất nó lên. Ơ chết rồi. Mình bỏ ra phát là mình phải ấy lại các bạn ạ. 1, 4, 5. Đúng rồi. Nó phải có dưới tác dụng của nhiệt độ nó mới thay đổi chất được các bạn. Đấy. Học hóa học quan trọng lắm đấy các bạn. Đúng rồi, tuy em được 0,5 điểm hóa nhưng em vẫn biết là phải chưng cất lên. À, đấy, các bạn ơi. Rồi. Nó dẫn ra một cái gì đấy. Hợp chất gì đấy màu vàng à? Rồi, nó ra cái vạc này, thấy không? Bây giờ mình sẽ lấy. Ở trong sách bảo phải có dùng con bướm. Thế là chắc là mình phải nhuộm con bướm ạ. Ở đây có rất nhiều hộp bướm này. Lấy một cái. Xong nhúng vào đây. Đúng rồi, nhúng con bướm vào. Thành con bướm xanh rồi các bạn ơi. Bây giờ mình có thể cho con quỷ này hấp thụ con bướm xanh vào. Đây là chúng ta sẽ kiểu như cũng gọi là thức tỉnh nó rồi đấy. Nhưng mà bây giờ mình nghĩ là mình sẽ sử dụng cái công thức thứ hai để nâng cấp nó, cho nó có thể móng vuốt khỏe hơn để đấu với con đầu trọc mắt đỏ phía dưới này. Công thức ở cái thứ hai là 234 các bạn ạ. 234 à? Ừ. 2 này. Rồi. 3 này. 4. Rồi. Và chúng ta sẽ trưng cất nó lên. Rồi đấy. Rồi đấy. Là lấy thêm một con bướm nữa. Đúng rồi. Những con bướm này là những con bướm như kiểu là đang kiểu nguyên bản ấy. Bây giờ mình sẽ cho. Không cho được vào các bạn ạ. Thế lấy con bướm sẵn rồi. Ok, bây giờ trưng lại thế nào. Kiểu như là mình chạy qua nó lâu á thì nó bị mất cái chất đấy. 2 này. 3, 4. Trông mình như kiểu nhà hóa học tài ba ấy nhỉ. Thôi. Đổ. Rồi, đun. Ở đây. Bây giờ nhúng con bướm phát vào là được luôn. Rồi, nhúng vào. Nhúng con bướm vào. Đúng rồi, bây giờ cho nó ăn. Con bướm mới thành con bướm đỏ rồi các bạn ơi. Bướm da cam luôn á. Nó không ăn đâu ơi. Nó không ăn à? Rồi để im anh xuống xem lại quyển sách xem nào. À, lấy củ cà rốt. Lấy củ cà rốt, đúng rồi. Có củ cà rốt nữa. Kìa. Con này nó lại ghi. Rồi, nó đi rồi. Đi đấy. Ôi trong đấy nó là phòng bếp, nó lại ghi đấy, đúng rồi. Nó đi rồi. Đúng rồi. Lấy được củ cà rốt rồi. Bây giờ mình sẽ cho cái con quỷ của mình nó ăn. Và có cần nhúng cà rốt vào hợp chất không? Anh nghĩ không đâu. Đưa thử xem nó ăn được không. Ăn đi. Ăn luôn. Đúng rồi. Rồi, ăn bướm đi. Mình phải nhúng củ cà rốt vào hợp chất mới đúng. Thế à? Ừ. Trời ơi, anh tưởng nó ăn được luôn. Đằng nào cũng chỉ là củ cà rốt mà. Đi xem nào. Đúng rồi, củ cà rốt nó phải có đấy cơ. Ăn trộm củ cà rốt. Bây giờ mình lại phải làm cái công thức đấy. 234. 234. 2 này. 3. Sau đó mình sẽ ngâm củ cà rốt vào trong cái hợp chất này. Đúng. Để tẩm một cái chất hóa học đấy cho cái con quỷ của mình ăn. Rồi. Nổi lửa lên em. Đấy. Phê nha. Thử chất ăn nữa. Kết nối rồi. Kết nối rồi à? Đứt xích luôn rồi. Ôi mình biến thành quỷ rồi. Thế bây giờ mình sợ gì con kia? Xuống đập nhau nó một trận. Biết thế nào là nâng cấp sức mạnh. Biết thế nào là quỷ đầu trâu thắng quỷ đầu trọc. Đúng. Cho nó một trận, Bê Quy Thành. Hay quá. Nào, lúc đấy đứa nào bắt nạt tao, đứa nào bóc cổ tao. Mày hả? Con quỷ đầu chọc đòi đấu với quỷ đầu sừng trâu. Thôi, con này đăng xuất rồi các bạn ơi. Đăng xuất luôn. Thế thì con công chúa cũng đăng xuất luôn. Đúng rồi, cái con độc ác này. Đúng, nó run quá các bạn ơi, nó hốt. Run à, cũng biết sợ à. Rồi. Dẫn quỷ đi bắt mọi người nghiên cứu quỷ à. Mình đăng xuất rồi.
đến lượt mình đăng xuất rồi. À mình lại nhập về hồn mình. À xác của mình. Cuối cùng mình cũng đã điều khiển được thân xác của mình rồi các bạn. Wow. Trong vai quỷ cũng đã thật đâu các bạn. Không sợ ai hết, ra gặp quỷ nào đấm chết con đấy luôn. Nhưng bây giờ trong dạng người thường chúng ta phải cẩn thận. Đúng. Đây là cuốn sách. Ở đây nó có liên quan đến hình tròn tròn kia. Để nhớ nhá, chắc chắn nó phải liên quan đến một cái gì đấy phía sau này. Kìa kìa, cánh cửa cánh bướm của cô công chúa đấy. Mình vừa lộn được cái gì á? Mình chẳng lộn được cái gì cả, mình có thêm được cái gì đâu. Không thêm được cái gì à? Cái gì đấy? Oh, giống như là mật mã, giống như là bảng tính của Trung Quốc ạ. Lên nữa. Không, phải lên 3 cái. Cái này giống như mấy cái trò trước à? Hên xui à? Hên xui ấy. Lên 3 cái. Lên 3 cái dưới vào 1 cái. Được 1 cái dâu bướm. Nghĩa là bây giờ mình sẽ đi làm con bướm này sáng hết lên các bạn ạ. Thì sẽ mở được chỗ này. Rồi ốc ơi. Lên phát nữa. Sai. Anh nghĩ nó phải liên quan gì đấy tới cái quyển sách ở đây. Có liên quan không nhỉ? Thôi đi mò. Đầu tiên là 1, 2, 3 xong 1. 1 này. 2. 2 này. 3. Xong 1. Rồi. 1, 2, 3, 4 xong 1 đi. 1. À xong 1 cái nữa đi. 2. 3. Thế thì 1, 2 xong 1 rồi. Ờ. 1, 2, 3. 2. 3. 3. Xong 1. Rồi, đến rồi đến 1, 2. 1. 2. Xong rồi 1 cái con kia đúng rồi. Đúng wow. Rồi, tiếp tục 1, 2, 3, 4, xong 1. Xong 1. Đúng rồi. Mở được luôn này. Cái đấy là ngẫu nhiên thôi, không có cái quy ước trước. Tưởng thế nào. Ui, mình mở ra một cái tầng hầm, tầng bí mật. Đúng. Chui vào xem nào, trong đấy có gì. Bươm bướm. Toàn là bươm bướm. Các màu luôn. À, cô công chúa này à? Đâu con không biết là công chúa hay là ác quỷ các bạn ạ. Nghiên cứu rất nhiều bươm bướm để chế tạo rất nhiều cái con quỷ cái kìa các bạn. Đúng rồi. Thế không lẽ toàn bướm à? Cầu thang này để đi đâu? Hợp ai đẩy được cái này chắc chắn. Chắc là sử dụng để À, cái chìa khóa thấy không? Đâu. Thế? Thấy rồi. À, cái này để leo lên giá. Rồi, lụm chìa khóa. Ôi giời. Cắm chìa khóa vào đây. Đúng rồi. Và mình có một cái thang máy đi xuống. Wow. Ôi, bắt bao nhiêu người luôn. Thế là cái cô bé kia, cô nghĩ mình là công chúa ở trong rừng và muốn bắt tất cả các bạn nam làm hoàng tử. Đúng rồi. Thật là tham lam, còn phải để cho các bạn khác yêu nữa chứ. Đúng rồi. Bắt hết nam nhân thế này thì... Thế liệu người anh của mình đấy còn sống không? Đi tìm thôi chứ. Ui, quá nhiều người luôn các bạn. Ôi, đây, anh mình đây. Anh mình kia. Đây à? Đúng, anh mình đây. Anh không biết anh mình à? Anh ơi. Ui. Anh ơi. Anh lắc thế. Rồi. Anh nhè ra cái gì đấy? Anh bạn của tôi. Ôi, cuối cùng sau bao nhiêu ngày chúng ta cũng đã gặp được nhau. Đúng rồi. Hết game. Rồi các bạn ơi, vậy là mình đã giải cứu được người anh hay là người bạn gì đấy. Nói chung mình đã quá giỏi, mình đã phải vượt qua bao gian nan thử thách, gặp nhiều loại quái vật. Quái vật cây này, quái vật phù thủy này. Túm lại là có một công chúa bắt tất cả các bạn nam đi vào rừng để làm hoàng tử. Đúng rồi. Tuy nhiên thì các bạn biết tại sao Bê Huy Thành không bị bắt không? Vì Bê Huy Thành xấu trai. Nói Bê Huy Thành là người cuối cùng không bị bắt. Không phải. Nhân vật chính bao giờ cũng phải xấu cùng. Bao giờ cũng xấu trai. Rồi các bạn ơi, có lẽ là tụi mình sẽ dừng video tại đây thôi. Hẹn gặp lại các bạn video sau. Nghe nói cái game này có phần 2, nếu các bạn ủng hộ thì tụi mình sẽ làm tiếp. Còn bây bye giờ bye. Bye bye. Một câu chuyện cổ tích rất hay, rất đi vào lòng đất. Một cô gái bắt tất cả các bạn nam rất biến thái á. Rồi bye bye.